Tháng 8 vừa qua, thế giới đã được chứng kiến một cú hạ cánh kỳ diệu của một chiếc máy bay chở khách ở Nga xuống một cánh đồng bắp. Có thể nói không ngoa rằng đây là một phép màu bởi một phi công đã điều khiển được một chiếc máy bay nặng khoảng 90 tấn bị chết cả hai động cơ, hạ cánh an toàn. Đã có thêm nhiều thông tin được công bố giúp công chúng hiểu hơn về cú hạ cánh phi thường này. 6 giờ 10 phút ngày 15 tháng 8, chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Ural Airlines chở 233 người cất cánh từ sân bay Zhukovsky ở Moscow. Vừa rời đường băng thì máy bay đâm phải một đàn chim hải âu, một số con hải âu bị hút vào động cơ. Hút phải chim là ác mộng với bất cứ phi công lái máy bay chở khách nào, bởi lực va chạm mạnh với những con chim khiến động cơ thường bị hư hại nghiêm trọng và nhanh chóng trở nên vô dụng. Trong khoang lái là cơ trưởng Damir Yusupov, 41 tuổi, và cơ phó Grigory Muzin, 23 tuổi. Động cơ bên trái lập tức mất lực đẩy, động cơ còn lại cũng nhanh chóng ngừng hoạt động. Phi công tìm cách khởi động lại động cơ vài lần nhưng đều không thành công. Cơ trưởng Yusupov ban đầu định lấy độ cao và dòng lại hạ cánh tại sân bay khởi hành theo đúng quy trình xử lý tình huống khẩn cấp trên không. Tuy nhiên, anh nhanh chóng hủy phương án này khi nhận ra cả hai động cơ đều mất lực đẩy. Tình thế ngặt nghèo buộc Yusupov quyết định hạ cánh xuống khu vực cánh đồng bắp bên dưới. Máy bay vừa cất cánh với lượng nhiên liệu rất lớn trong khi chưa kịp lấy độ cao và tốc độ đủ để quay đầu về sân bay. Nếu phi công cố gắng quay về sân bay, rất có thể chiếc A321 sẽ lao xuống đất trước khi tới được đường băng, dở tan và gây ra đám cháy lớn, khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng và gây thiệt hại lớn dưới mặt đất. Chiếc A321 khi đó không khác gì một chiếc tàu lượn khổng lồ, và phi công chỉ có rất ít thời gian để giải quyết vấn đề. Yusupov quyết định thu càng đáp và cho máy bay tiếp đất bằng bụng để tránh nguy cơ bị lật nhào do càng đáp lún xuống đất hoặc gãy gập. Máy bay trượt trên cánh đồng ngô và liên tục sốc nảy rồi dừng lại. Hàng trượt khẩn cấp được triển khai để các hành khách lần lượt thoát ra ngoài an toàn. Một cú hạ cánh có nguy cơ trở thành thảm họa đã được chuyển thành một cú hạ cánh kỳ diệu. 233 mạng người đã được cứu sống sau 2 phút kinh hoàng. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh bằng bụng thì các tiếp viên đã trấn an chúng tôi rằng mọi việc sẽ không sao. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến phi công. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sống sót là nhờ anh ấy. Tôi đã cố hạ cánh êm hết mức với tốc độ tiếp đất thấp nhất có thể. Phần thân và cánh máy bay có thể gãy rời nếu tiếp đất quá mạnh, làm nhiên liệu bắn ra bên ngoài và bốc cháy dữ dội, khiến cơ hội sống sót của hành khách giảm xuống đáng kể. Giám đốc cơ quan hàng không quốc gia Alexander Nerako nhận định, tổ lái đã thể hiện sự dũng cảm và chuyên nghiệp, xứng đáng được trao những phần thưởng cao nhất ở các quốc gia. Chiếc máy bay khi đó mang tới 16 tấn nhiên liệu. Hãy tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đến thế nào nếu các phi công không đưa ra quyết định chính xác. Nước Nga gọi đây là một phép màu và tôn vinh phi công là anh hùng quốc gia. Họ đã tổ chức nhiều hoạt động để tôn vinh cơ trưởng Yusupov và phi hành đoàn của chuyến bay. Điều đáng nói là cơ trưởng Yusupov mới chỉ có khoảng 3.000 giờ bay và mới lấy bằng cơ trưởng năm ngoái. Anh là con trai của một phi công lái trực thăng. Đam mê lái máy bay từ nhỏ, nhưng vì lý do sức khỏe, anh chuyển sang học ngành luật. Mãi đến năm 33 tuổi, anh mới vào học ở trường đại học hàng không dân dụng Nga và tốt nghiệp hạng ưu. Lái phụ là Grigory Muzin, chỉ mới có hơn 600 giờ bay. Nhắc lại khoảnh khắc có lẽ là đáng nhớ nhất đời mình, phi công Yusupov nói rằng anh không xem mình là một người anh hùng bởi vì anh có nhiệm vụ phải cứu người. Cú hạ cánh của phi công Damir Yusupov hồi tháng 8 vừa qua gợi nhớ đến một cú hạ cánh khác diễn ra cách đây 10 năm bởi cả hai có những điểm tương đồng. Đó là một trong những cú hạ cánh được ca ngợi nhiều nhất và đi vào lịch sử hàng không thế giới với tên gọi Phép màu trên sông Hudson. Cú hạ cánh vô cùng ngoạn mục đó đã được Hollywood dựng thành phim. Ngày 15 tháng 1 năm 2009, chuyến bay 1549 của hãng hàng không US Airways cất cánh từ sân bay LaGuardia, New York để đi North Carolina. 155 người trên máy bay không hề biết rằng họ sắp bước vào thử thách lớn nhất đời mình. Khi đạt độ cao khoảng 900m, máy bay va phải đàn ngỗng trời di cư, khiến cả hai động cơ ngừng hoạt động. Sau khi được cấp báo tình huống khẩn cấp, cơ quan kiểm soát không lưu đã hướng dẫn máy bay hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Tuy nhiên, cơ trưởng của chuyến bay nhận định họ sẽ không kịp hạ cánh xuống sân bay
Chỉ trong vài giây, ông đưa ra một quyết định táo bạo với sự điềm tĩnh của người có thần kinh thép. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading of 220. 220. I guess 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus. Người kiểm soát viên không lưu không tin vào tai mình và phải hỏi lại phi công. Sau khi trấn ngang hành khách, cơ trưởng Soli cho chiếc Airbus A320 hạ cánh xuống dòng Hudson. Sau một cú giằng sóc mạnh, máy bay lướt trong làn nước lạnh như băng của dòng Hudson, sau đó dừng lại và nổi như một con thuyền. Phi hành đoàn nhanh chóng sơ tán hành khách ra hai cánh máy bay. Chỉ khoảng 3 phút sau, các lực lượng cứu hộ đã có mặt đưa hành khách và phi hành đoàn đến nơi an toàn. Cú hạ cánh được ca ngợi là một phép màu, và người góp phần lớn để tạo ra phép màu đó là cơ trưởng Jesse Soli Solenberg. Ông kể lại, chúng tôi giảm độ cao với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với hạ cánh thông thường vì không còn lực đẩy của động cơ. Động tác cuối cùng mang tính quyết định là chọn thời điểm để đưa mũi máy bay ngẩng lên và giữ tư thế đó khi chạm mặt nước. Cơ trưởng Soli cho biết, nếu không thể giữ mũi máy bay nhô lên khỏi mặt nước, thì máy bay sẽ chìm dưới nước trước khi lực lượng cứu hộ đến nơi. Ông cũng phải giữ cho hai cánh máy bay cân bằng, vì nếu có cánh nghiêng và quẹt xuống nước trước, thì máy bay sẽ bị lộn nhào và dở làm đôi. Máy bay cũng có nguy cơ bị dở nếu tốc độ chạm mặt nước quá lớn. Cơ trưởng Soli cùng cơ phó Jeff Skyle và phi hành đoàn được ca ngợi như những người hùng của nước Mỹ và được lưu danh vào lịch sử hàng không thế giới. Ông là phi công đầu tiên điều khiển máy bay đáp an toàn xuống nước và cứu được toàn bộ người trên máy bay, giữ được chiếc máy bay gần như nguyên vẹn. Tuy nhiên, ông không cho rằng đó là một phép màu. Đó không phải là phép màu, mà là kết quả làm việc tận tụy của nhiều người và của ngành hàng không trong nhiều chục năm qua. Tất cả mọi người đều góp công sức vào để không ai phải chết. Những phi công như Yusupov hay Soli là những người đáng ngưỡng mộ, khiến hành khách thêm yêu mến ngành hàng không và khiến người ta có thêm hy vọng vào cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề chim bay vào động cơ vẫn là một mối đe dọa lớn đối với an toàn bay. Hy vọng qua những vụ việc này thì công tác phòng chống chim ở các sân bay sẽ được tăng cường hơn nữa, mang lại sự an tâm cho hành khách. Đến đây, Nhìn ra thế giới xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.